cao quá. Thử coi này, bạn muốn quấn đường cũng giải cái này. Từ từ mà băng nè. Cứ là làm quen dần á. Mà đau rồi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Thank you.
giỏi dữ. Thank you.
Giờ đây mình định nuôi vô. Giờ đây mình định nuôi vô.
thanh bánh kêu nguyên này cho anh cho vui. Rồi đếm kỹ vô ra. Để đó mình đem ăn tắm nhiễm. Rồi cho anh nghe con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ về nhà ở nhà còn có nó biết bên chung nó núi mà nó chưa mà nó có ra bởi về nhà có bói tiếng bên chung mình biết tìm nhận đó. Đó coi thử tôi có gì không? Nếu tôi về nữa này hai tài chạy cho nó dễ. Về nữa hai chạy chi lên xuống. Mình chạy suối. Mệt. Nó nổ nhưng mà nó mệt nhiều hầu ở chợt chất. Nó buồn ngủ nó ảo giác. Cái hồn chạy cũng nổ nhiều hầu. Thank you.
người giả đối bụng anh kiếm tôi rồi đó. Ba bốn con giành được cái đường. Thank you.
ta thấm canh nên mới vô á. Mọi đứa làm thử gì sớm sớm dọn lại chứ một chiếc trường vậy nha. Cửa cũng chưa xong mà xong cũng chưa xong mà chưa xong gì hết á. Hỏi đi, hôm nay ở lại. Anh gì à, chết chết á, tiền đâu đã trả tiền rồi. Tiền đâu? Thank you.
rốt dữ. Thank you.
Liêu luôn. Cái 8 kìa. Đúng rồi.
cô kẹp kẹp nào làm kẹp bên kia đi. Yeah.
chí lần này chị hồi kia thì chí chị nó mệt tập bán hàng nó quen nhiều hồi bữa đêm 12 giờ đi ngủ thấy đèn cũng cũng shipper tới anh trở thành thói quen đi không ai bao ai đâu giờ bao trước thì bao sau mình đỡ nhà rồi anh nhớ còn đi mua ra mà ba cái đồ đấy mình nói cho vui nhá để cho để anh vừa mua còn đồ tụng bậy mạc không ý nói vậy đó không có đi mua ba cái đồ tụng bậy đấy anh còn chở đi bệnh viện kịp á cái đặc sưởng nước á bây giờ có cái chục tấm nước anh cũng được cũng vậy dư cũng dư quá quá mà chết đấy mày đủ rồi đó có 8 nào uống rồi chào các bạn coi đây hơn nhau cả.